Thánh gióng. Thời Hùng Vương, có một người đàn bà nhiều tuổi nhưng sống một mình. Một buổi sáng, bà đi thăm nương, bỗng nhìn thấy một vết chân lạ. Bà đưa bàn chân vào ướm thử. Từ đó, bà mang thai và sinh được một đứa con trai bụ bẫm, đặt tên là Gióng. Gióng lên 3 tuổi mà vẫn không biết nói cười, không biết xúc ăn. Ngày ấy, giặc Ân vào cướp nước ta, quân đội vua Hùng nhiều phen xuất trận, nhưng đánh không nổi. Vua lấy làm lo lắng, vội phái sứ giả đi tìm người cứu nước. Một hôm, sứ giả đi đến làng chú bé Gióng, nghe tiếng loa giao. Gióng nhìn mẹ và bỗng nói: "Mẹ cho gọi sứ giả vào đây cho con." Khi sứ giả của nhà vua bước vào nhà, Gióng nói: "Về bảo với vua rèn cho ta một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt, một áo giáp sắt và một nón sắt, ta sẽ đánh đuổi giặc dữ cho." Sứ giả lập tức về tâu vua. Vua mừng rỡ ra lệnh cho thợ rèn ngựa, gươm, áo khoác và nón như lời của Gióng. Khi được tin quân sĩ khiêng ngựa sắt đến làng, Gióng nói với mẹ: "Mẹ hãy cho con ăn thật nhiều." Mẹ và dân làng vội thổi cơm cho Gióng ăn. Bỗng chốc, Gióng đã trở thành một thanh niên khỏe mạnh. Gióng bước ra khỏi nhà, vươn vai một cái, người bỗng cao to sừng sững, hét lên: "Ta là tướng nhà trời!" Thế rồi, Gióng mặc giáp sắt, từ biệt mẹ và dân làng, nhảy lên lưng ngựa. Chỉ trong chớp mắt, ngựa đã xông đến đồn giặc. Chưa đầy một buổi, Gióng đã diệt xong quân giặc. Diệt giặc xong, Gióng cưỡi ngựa đến chân núi Sóc Sơn, rồi cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời.